Chào quý vị, chào mừng quý vị và các bạn trở lại với channel của Hà Nội Law Firm. Hôm nay chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những kiến thức pháp luật bổ ích liên quan đến việc tranh chấp trong công ty hợp danh. Tham dự chương trình của chúng tôi ngày hôm nay có luật sư Nguyễn Đức Thuận và luật sư Trần Thu Ngân đến từ hãng luật Hà Nội Law Firm. Vâng, câu hỏi đầu tiên của khán giả dành cho luật sư, tôi xin đặt câu hỏi cho luật sư Thuận. Xin anh cho biết hơn như thế nào là tranh chấp trong công ty hợp danh đúng không ạ? Vâng, chào anh và chào khán giả. Thì tranh chấp nội bộ trong doanh nghiệp, đặc biệt là công ty hợp danh thì được hiểu là các mâu thuẫn, bất đồng, các tranh chấp ở trong phát sinh trong quan hệ về kinh doanh, thương mại hay là lao động giữa hai bên hoặc giữa các nhóm và các thành viên ở trong công ty đó. Vâng, vậy nhưng mà theo cá nhân tôi được có hiểu biết ý, thì là trong công ty hợp danh thì các thành viên góp vốn là thường có đặt niềm tin rất là lớn vào với nhau, thì tại sao lại vẫn có thể xảy ra những tranh chấp như thế được? Vâng, với câu hỏi mà MC đưa ra thì tôi xin trả lời rằng mâu thuẫn và giải quyết mâu thuẫn là một quy luật để phát triển của công ty. Và mặc dù là các thành viên hợp danh họ rất là thân thiết với nhau khi mà thành lập công ty, tuy nhiên rằng là không thể thoát ra khỏi quy luật đó. Thì các tranh chấp thường xảy ra phổ biến nhất đó chính là tranh chấp về quản lý và điều hành công ty, là những tranh chấp nội bộ, bởi vì các thành viên này đều là những thành viên có vốn góp lớn và trách nhiệm, đồng thời trách nhiệm của họ cũng lớn. Và có hai kiểu người thường gây ra những tranh chấp này, một là người chỉ biết hưởng mà không biết làm, dựa vào mối quan hệ vốn có, và dạng còn lại là thâu tóm quyền lực và lợi nhuận, muốn thâu tóm quyền lực và lợi nhuận. Cảm ơn luật sư Thuận về những chia sẻ của anh ạ. Bây giờ tôi xin phép được hỏi luật sư Ngân là trong những cái chúng ta đã hiểu được về tranh chấp trong công ty hợp danh rồi, thì luật sư có thể cho tôi biết là những tranh chấp nào thường xảy ra được không ạ? Tôi cảm ơn câu hỏi của anh. Sau đây tôi xin trả lời câu hỏi là thành viên hợp danh góp vốn là chủ tịch và đồng thời muốn làm giám đốc. Do vậy thì không thể thay thế được chủ tịch hội đồng quản trị, hoặc đương sự không chấp nhận quyết định bãi miễn của hội đồng quản trị dù quyết định đó là hợp pháp. Thứ hai là khi thay đổi người đại diện theo pháp luật, do vậy người bị thay thế thường gây khó khăn bằng cách cắt thu giữ con dấu của công ty, không đem sử dụng cho các văn kiện của công ty phát hành, không bàn giao quyền quản lý điều hành công ty cho người mới được bổ nhiệm, khiếu kiện khiếu nại lên cơ quan nhà nước yêu cầu thanh tra. Ngoài ra thì nó còn các tranh chấp khác như là thành viên hợp danh không góp tiền cho số vốn đã cam kết góp không đủ số vốn như yêu cầu, hoặc là như đã đăng ký. Thứ ba là tranh chấp phát sinh từ phương thức góp và tài sản góp vốn như là định giá tài sản không chính xác với giá trị thực tế, không chuyển nhượng, không sở hữu, không chuyển nhượng tài sản góp vốn, không thỏa thuận với nhau trước về việc góp vốn và giá trị góp vốn bằng tài sản, không quy định về thời điểm hoàn tất việc chuyển nhượng phần vốn góp và tính hợp pháp của các hợp đồng chuyển nhượng. Tranh chấp phát sinh từ quyết định của hội đồng thành viên như là tranh chấp về tư cách thành viên, tranh chấp các quyết định đưa ra không công bằng, quyết định không hợp pháp, không chấp nhận các quyết định của hội đồng thành viên vì quyền lợi của mình không được như mong đợi. Cơ quan chủ quản thì không đồng ý với biểu quyết tán thành của người đại diện mình nắm phần vốn. Thứ ba là tranh chấp về quyền được làm giám đốc người đại diện theo pháp luật, các chức danh quản lý điều hành trong công ty, như là các tranh chấp sẽ ra trong các trường hợp sau là các tranh chấp các nhóm cổ đông thường muốn cải người của mình làm giám đốc để nghiêng lợi ích về phía nhóm của mình, cho nên không thống nhất được việc chọn giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty, kiểm tra hoạt động kinh doanh của công ty. Vâng, một lần nữa thì tôi xin cảm ơn sự chia sẻ quý báu của hai luật sư ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video này của chúng tôi. Với video này, chúng tôi hy vọng mang đến cho quý vị những kiến thức bổ ích về tranh chấp trong công ty hợp danh. Mọi thông tin quý vị có thể liên hệ với chúng tôi qua website hanoilaw.vn hoặc gọi điện thoại đến số 04-6682-5050. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi video này của chúng tôi. Yeah.